xin chào tất cả khán giả đang xem chương trình Ca sĩ giấu mặt. Ngày hôm nay Bảo Anh có một lời cảm ơn rất là chân thành tới tất cả những ai đang theo dõi chặng đường âm nhạc của Bảo Anh. Theo như Bảo Anh được biết thì chính là vì có mọi người cho nên là chương trình ngày hôm nay mới mời Bảo Anh đến đây, và tất cả các bài hát trong chương trình ngày hôm nay là để dành tặng cho mọi người. Nếu như mà có những bạn mà cực kỳ xinh đẹp và cực kỳ giống mình thì bọn anh cảm thấy rất là nóng lòng muốn gặp mặt mọi người xem là cái mức độ giống mình đến đâu. Nếu như mà khách mời nào mà ngày hôm nay đáng mà để cho bọn anh bị gãi sớm thì về không chết thì chắc cũng sẽ bị thương. Xin cảm ơn Vũ đoàn Hoàng Thông rất là nhiều. Ngày hôm nay Bảo Anh xuất hiện với sự góp mặt của các anh chị em đồng nghiệp thân thiết. Xin giới thiệu Tiến Công, ca sĩ Hoàng Tôn, nhạc sĩ Mr. Siro, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, và có hai người rất quan trọng với Bảo Anh, đó chính là Hồ Quang Hiếu. Và thưa quý vị thân mến, xin giới thiệu cô Hồng, mẹ của Bảo Anh. Ngày hôm nay cô ấy đến đây mặc bộ đồ đúng với tên của mình luôn, Hồng, rất xinh xắn và trẻ trung. Bây giờ mình sẽ hỏi sơ về mẹ của Bảo Anh, cái điều cô tự hào nhất ở con gái mình là gì? Thật ra đó thì con của cô không có cái gì mà gọi là hơn người nhiều quá. Nhưng mà đối với cô thì là cô rất tự hào là con gái cô, đối với cô rất là ngoan, rất là có hiếu. Mà Bảo Anh thì ở nhà rất là hiền lành, có lúc nó giữ là nó giữ với cái người đối diện á. Người đối diện đối diện mình chỉ mà mẹ hiểu con. Cảm ơn cô Hồng. Sau đây xin hỏi Hồ Hiếu một câu, là điều gì ở anh mà Hồ Hiếu tự hào nhất? Bảo Anh dễ thương với lại chịu khó trong công việc, Hiếu thích vậy, Hiếu thích vậy, Hiếu thích vậy. Hay, hay. Nhân đây là một cái chương trình, một cái đêm để mình nhìn lại các chặng đường mình đi qua, những bài hát mình đã cống hiến. Thì sau lưng Bảo Anh lúc nào cũng có một người là người mẹ, nền tảng vững chắc để Bảo Anh bước ra cuộc sống. Hai từ để nói về mẹ,
Mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều, cảm ơn quá mẹ đã sinh từ, ra quá con. Quá nhiều từ. Kệ anh. Hai từ thôi. Em không nói, em quá nhiều từ để nói mà nếu mà hai từ không đủ cho em. Giờ ba từ được không? Hai từ. Hai từ. Anh chỉ cho em hai từ. Thôi để đừng nói có chỉ, mẹ. Không. Bây giờ em thích nói của em. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ con thành một cái người mà bước ra xã hội được mọi người yêu quý. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi không chỉ là mang lại những bài hát hay, tìm kiếm những giọng ca mà còn mang lại nhiều cảm xúc. Vừa rồi là một cảm xúc mà Bảo Anh gửi tới mẹ của mình. Sự cảm ơn dành cho mẹ không phải chỉ là lời nói. Mình trình diễn trên đây hấp dẫn để mẹ thấy con đã trưởng thành. Ngày hôm nay sẽ thể hiện cái tài năng, mẹ sẽ nhìn một lần đúng nghĩa, ngồi dưới ghế nhìn con trưởng thành trên sân khấu như thế nào. Sẵn sàng chưa? Cho em nói vài lời khách mời được không? Được. Ngày hôm nay là những người mà Bảo Anh rất là tin tưởng. Nhưng mà ngày hôm nay có một người mà em quan tâm nhất. Hồ Quang Hiếu. Không phải hả? Thật ra thì Hồ Quang Hiếu thì cũng có thể là nếu mà không nhận ra giọng thì cũng du di cho qua đi. Đúng. Nhưng mà mọi người sai thì thôi cũng du di. Nhưng mà nếu mà Siro mà sai thì về anh mà anh không chết thì chắc là tối nay anh cũng bị thương đó. Nha, cũng bị thương đi. Producer nhận không ra giọng là bình thường. Đã có những người ba dòng không nhận ra bạn trai mình, đó là Khổng Tử Quỳnh không tìm ra Ngô Kiến Quy. Như anh đã biết, chương trình của mình rất đơn giản. Thí sinh chiến thắng sẽ có cơ hội bước vào đêm chung kết giành lấy quán quân là 300 triệu đồng. Năm thí sinh sẽ bước vào năm ô cửa, Bảo Anh là người thứ 6 và vị trí không ai biết. Khi âm nhạc cất lên, đèn bật sáng, chúng ta lắng nghe và sau đó bầu chọn cho vòng đầu tiên là giọng ca nào không giống Bảo Anh nhất. Và bây giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta đi vào vòng chơi đầu tiên. Ca khúc được chọn mang tên Và Em Đã Biết Mình Yêu. Tình yêu của anh đã đến cho em bóng vui, cho em bóng cười, cho em biết rằng oh, oh, oh. Em đã biết rằng chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu. Cái bài này mình hát lâu chưa? Gần 5 năm rồi. Bài này là nhạc sĩ Phương Uyên của nhóm Ba Con Mèo. À, nhạc sĩ Phương Uyên, người có nhiều bài hit. Là cái bài này là bài đầu tiên mình ra MV luôn đúng không? Hay sao? Dạ đúng rồi. Và cái ca khúc này cũng được hát trong The Voice. Mà hát xong bài này là rớt luôn đó. À, là cái bài này là bài định mệnh luôn đó. Cũng là bài dừng ở một cuộc thi nhưng mà lại là bài khởi đầu ở một chặng đường âm nhạc. Bây giờ xin nhắc lại, ở vòng chơi đầu tiên chúng ta đi tìm giọng hát không giống Bảo Anh nhất. Đừng cố tìm Bảo Anh làm gì. Sẵn sàng chưa? Mời vào bên trong. Anh đã đến như cơn mưa tươi mát lên, cho đời em một màu xanh mới. Phút giây mình tình cờ trông thấy nhau như bắt đầu một chuyện tình như mơ, cho em biết ngỡ ngơ, biết thận thờ để em bỗng ngu ngơ. Em đã tình yêu của anh đã đến cho em bóng vui, cho em bóng cười, cho em biết rằng oh, oh, oh. Em đã biết rằng chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu thật môi dối khi
Và bây giờ là thời gian dành cho Bình chọn. Hãy tìm ra giọng hát không giống bọn anh nhất. Xin mời. Thời gian Bình chọn kết thúc. Xin hỏi Hoàng Tôn đã Bình chọn cho ô cửa số mấy? Em đã Bình chọn cho ô số 1. Tại vì cái ấn tượng đầu tiên khi mà nghe vào á, nghe nó khác rồi. Cho nên là em cảm thấy là số 1 để bấm là nó sẽ số 1 nhất. Siro chọn số mấy? Số 3. Bởi vì nó khác xa so với lại những cái số còn lại. Khác xa, khác biệt nhất trong các số. Miss Hồng chọn số mấy? Cô cũng chọn số 1. Số 1 luôn. Tại vì người đầu tiên áp lực lắm. Vô mà khác là biết liền. Ngọc Thanh Tâm chọn số mấy? Em cũng giống anh Siro, em chọn số 3. Tại vì nghe một cái là thấy khác hẳn so với các cửa còn lại. Hữu Hiếu chọn số mấy? Em chọn số 1 bởi vì khi vừa hát vô là biết liền, không phải bảo anh. Công chọn số mấy? Em cũng chọn số 1 tại vì lúc mà vừa nghe vô là biết không phải bảo anh. Tại lúc mà vừa hát được câu đầu tiên là tất cả đều chọn số 1. Yeah. Hai người là Ngọc Thanh Tâm và Mr. Siro chọn số 3. Có khi nào số 3 là bảo anh không? Chính xác. Trong trường hợp bảo anh là người nhận được nhiều bình chọn nhất thì cô ấy sẽ dừng tại vòng đầu tiên và kỷ lục được lập nên. Trước khi chúng ta đến với bình chọn cùng nhau gặp gỡ Bảo Anh, mời Bảo Anh hiện hình. Đó, trời ơi, không có gì buồn hết em ạ. Mẹ đã không nhận ra giọng của mình và chọn chính mình là hát không giống mình nhất. Không có gì buồn hết. Mẹ đã có công nuôi dưỡng ta thì một lần mẹ sai có xá gì đâu. Nói chung là lên đây làm MC thì ít nhưng mà phá thì nhiều. Phá thì nhiều hả? Sao thấy mẹ chọn mình có buồn không? Vì mẹ không nhận ra giọng mình á. Em đâu biết em ở đâu đâu anh. Chắc chắn là ở đây rồi. Em biết em đang ở trong phòng này nhưng mà em không biết là ngoài kia có ai chọn trúng em không. Nhưng mà em thấy mấy bạn kia hát giống mình không? Em thấy cũng có bạn giống bạn không. Thì đúng rồi, đâu ai giống 100% được. Thôi anh đừng hỏi nữa anh Giang. À, Hữu Hiếu chọn đúng em không? Em đâu biết đâu anh. Trong này chỉ có một ánh đèn le lói. Bây giờ là lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Xin mời. Chúng ta chờ xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho ô cửa đầu tiên. Ô cửa mà nhiều người nhận xét là không giống Bảo Anh nhất. Và bây giờ là ô cửa số 2. Sẽ có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho ô cửa số 2. Và bây giờ là ô cửa số 3. Ô cửa mà Mr. Siro và Ngọc Thanh Tâm nghĩ rằng hát khác biệt nhất. Ô cửa thứ 4. Ô cửa thứ 5. Và ô cửa cuối cùng. Đây là ô cửa phải dừng cuộc chơi ở vòng đầu tiên. Có ai nghĩ rằng đây là Bảo Anh không? Ngọc Thanh Tâm nghĩ rằng đây là Bảo Anh hả? Bạn bè có sống có tâm ghê. Chúng ta hãy cùng mở ô cửa. Giọng hát sẽ phải dừng lại ở vòng chơi đầu tiên. Xin mời. Tất cả những thí sinh bên trong không hề biết mình sẽ bị mở cửa hay là không. Và ô cửa phải dừng lại. Đó chính là ô cửa mang con số. Xin chào em. Xin chào anh ạ. Xui thôi, cái bài này em hát không giống thôi. Chứ bài kia anh bảo đảm em hát giống, đúng không? Thôi được rồi, đợi xíu để anh đi tìm Bảo Anh. Mẹ, mẹ nghĩ rằng con gái mẹ đang ở đâu vậy? Cô nghĩ là Bảo Anh đang ở số 4. Chắc không? Chắc 100% luôn. Chắc chắn nha. Sẽ có hàng triệu người xem chương trình này. Nếu như bây giờ Bảo Anh bước ra không phải ô số 4, tin nhắn của Miss Hồng sẽ nhận được 35 tin nhắn và 100 cuộc điện thoại để thắc mắc một câu: em không quan tâm gì tới giọng hát của con sao? Xin mời cánh cửa thần kỳ. Quá dễ.
quá dễ cho mẹ Hiền đã đoán trúng. Và hình như là tất cả khách mời đều đoán trúng. Vòng đầu tiên khởi động nên dễ. Rồi bây giờ gặp chị Bảo Anh rồi đó, giờ mình giới thiệu nha. Em xin chào anh Trường Giang, chào chị Bảo Anh, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả xem truyền hình. Em tên là Bùi Thị Kim Hoa, em sinh năm 1993. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Em sinh ra và lớn lên ở một nơi đầy nắng và gió ạ. Nơi đó có anh Hồ Quang Hiếu và chị Nhã Phương. Nhà anh Hiếu thì xa nhà em, nhưng mà nhà chị Phương thì cách nhà em chỉ có 3 cây thôi. Hồi nhỏ chị Phương có xuống nhà em chơi á. Đây không phải là chương trình lý lịch trích ngang. Chúng tôi đề nghị xúc tích và đừng thêm một nhân vật nào khác trong cuộc đời mình vô nhé. Kim Hoa là mình có đi hát bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Mình chỉ thích chị Bảo Anh rồi mình hát vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em mê chị Bảo Anh hát bài nào nhất? Bài Yêu Một Người Vô Tâm anh. Em có thích hát không? Có thích đi hát chuyên nghiệp không? Ừ, dạ thích lắm chị. Nhưng mà hình như là bên nghệ thuật chắc là không có duyên với em. Dạ em có duyên với cái miền đất mà đầy nắng và gió đó. Trời ơi, giới thiệu. Em sinh ra từ miền đất đầy nắng và gió. Nơi đó có anh Hồ Quang Hiếu cho một xỉu luôn. Chị nghĩ là em không phải là không có duyên với nghệ thuật đâu. Chị thấy là rất là duyên. Nãy giờ em chặt một phát anh Trường Giang quay lưng. Quay lưng thiệt. Anh không muốn. Bỏ lại tất cả phía sau luôn. Như vậy là ở vòng đầu tiên thì có vẻ như các bạn chưa có làm nóng được cái cổ họng, nên hát chữ giống. Ở vòng 2 này sẽ giống. Vòng 1 may mắn cho Miss Hồng đã đoán trúng con gái mình ở ô thứ 4. Nhưng mà chưa chắc đâu, đời còn dài. Vòng đầu có thể là đoán trúng lại cái bài này để các bạn hát cũng khó giống. Nhưng mà bài ở vòng thi đấu thứ 2 này cũng dễ giống. Ở vòng này chúng ta sẽ tắt đi một ô cửa. Và dĩ nhiên vị trí tiếp tục thay đổi, không ai biết vị trí. Ca khúc được chọn cho vòng chơi thứ 2 là một hit lớn mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến với rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Đây là một bài đưa tên tuổi của anh vụt sáng thành ngôi sao. Bài này sau khi cái phần audio đã nổi tiếng thì bắt đầu đi quay clip bên Hàn Quốc và mời một diễn viên Hàn Quốc. Tôi nói thiệt nha, cái dạng mà đứng không nói gì mà buồn buồn á, mời Hồ Quang Hiếu đi đỡ tốn tiền. Dạng đứng ban công rồi đứng vậy nè, là mời Hồ Quang Hiếu là hay rồi. Mời Hàn Quốc làm cái gì? Em thấy mời anh hợp hơn á. Và cái bài này cũng là bài gọi là đến bây giờ là vẫn là nhiều người nhớ và nhiều người hát giống nhất. Thì đó là cái lợi thế cho các bạn ở bên trong. Sẵn sàng chưa? Xin mời. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Vì những ngày vui anh về nơi đâu?
nửa bài hát đầu tiên đã kết thúc. Chúng ta bắt đầu đi tìm giọng ca không giống Bảo Anh. Xin mời. Thời gian mình chọn kết thúc. Mr. Siro đã chọn giọng ca nào không giống Bảo Anh? Số 5. Số 5 giống mà, Bảo Anh số 5 đó. Không. Bảo Anh đang cố tình hát khác đi. Có vụ đó nữa. Có chuyện đó. Số 5. Số 5. Hoàng Tôn chọn số mấy? Thì em cũng đồng ý với anh Siro là số 5. Số 5 luôn, hai người này chọn giống nhau ha. Mít Hồng chọn số mấy? Cô cũng thấy số 5 giống. Nhưng mà cô không có chọn số 5. Tại vì có nhiều người chọn rồi. Cô chọn số 1. Số 1 là không giống Bảo Anh. Không giống Bảo Anh. Tâm chọn số mấy? Em thấy không giống đều nhau luôn á. Nhưng mà chắc là cái ấn tượng ban đầu á, ập vào là số 1 liền nên em chọn số 1. Hồ Hiếu chọn số mấy không giống Bảo Anh? À, số 3 ạ. Vì sao? Vì thấy không có giống. Dựa vào đâu? À, tại vì Hiếu nghe Bảo Anh hát mỗi ngày mà. Ồ. Cái này là phải xác minh lại. Nghe hát mỗi ngày hay là nghe chửi mỗi ngày? Chửi cũng có, hát cũng có. Người ta hay nói câu chửi, chửi hay như hát đó anh. Đừng ai hát cho anh nghe như chửi nha. Nhưng mà hát qua điện thoại thì sợ nó nhiều khi nó bị rè. Chưa chắc chắn không? Hay hát với nhau nghe qua điện thoại hả? Đúng rồi. À ví dụ như Hồ Hiếu đi Mỹ diễn một tháng của anh ở đây. Cái anh điện qua anh ơi hát cho em nghe cái Hồ Hiếu hát. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. À. Đúng rồi. Vậy hả? Ơ dễ thương hả? Ca sĩ hát cho nhau nghe hả? Dễ thương quá. Công chọn số mấy? Em thì ban đầu là em lưỡng lự số 1 với số 3. Nhưng mà sau đó em nghe lại thì em thấy là số 1 là không giống nhất. Tại bạn số 1 khi mà bạn vừa cất tiếng hát lên thì bạn có sai một cái tông, một cái nhịp nhẹ. Và cái giọng nghe rõ ràng là không giống. Cái màu nó khác biệt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe nửa bài còn lại. Và mọi người sẽ bước ra từ một ô cửa. Lúc đó sẽ biết Bảo Anh bước ra từ ô cửa số mấy. Theo Hồ Hiếu, mấy đĩa của Hồ Hiếu bước ra từ ô số mấy? Nghĩ là số 2, chắc chắn là số 2. Chắc chắn luôn hả? Chắc chắn. Nếu sai thì sao? Sai thì thôi chứ sao được. Nói chị chứ, nói chị Hồ Hiếu tụt cảm xúc dễ sợ luôn quý vị. Cạn lời. Nửa bài hát còn lại, xin mời. Cho anh đi tìm lúc anh không còn ai hết, anh ở yên em sẽ đi kiếm, bởi em yêu người vô cớ vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao. Anh chỉ đến bên chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã thân mến. Như vậy là tất cả đã bước ra ngoài ô cửa, chúng ta đều gặp gỡ rồi. Và bây giờ sẽ là lượt bình chọn dành cho mỗi giọng hát sau những cánh cửa thần kỳ. Ô cửa số 1. Có 18 lượt bình chọn dành cho
thí sinh ở ô cửa số 3. Mười ba lượt bình chọn thuộc về ô cửa số 5. Có nghĩa là khán giả ở trường quay tin là em hát giống Bảo Anh nhất. 15 lượt bình chọn dành cho nữ ca sĩ Bảo Anh. Và 31 lượt bình chọn, lượt bình chọn cao nhất thuộc về vị trí thứ 4. Cảm ơn tất cả các bạn còn lại, mời vào bên trong chuẩn bị. Đầu tiên thì em xin chào anh Trường Giang, chào chị Bảo Anh và tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Linh. Năm nay em 20 tuổi và em đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Em học năm mấy rồi, năm nhất hả? Dạ năm 2 ạ. Năm 2 hả? Em học ngành gì? Dạ ngành môi trường ạ. Mình thích hát là mình hát hay là mình sao? Dạ em thích hát và em đăng ký các cuộc thi như vậy để em phát triển tài năng của mình ạ. À rồi, bây giờ cơ hội phát triển tài năng đã tới rồi. Em sẽ trình diễn một bài hát trên sân khấu ca sĩ vô mặt. Em sẽ chọn bài gì? Dạ em sẽ gửi tới các anh chị và mọi người bài hát Em ơi ạ của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Anh ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Anh ơi mình đã đi qua bao sóng gió trên đời. Có mấy đêm em thức khuya đọc những lá thư anh trao đến em. Anh ơi mình đã đi qua bao sóng gió cuộc đời. Đây là Valentine đầu tiên em và anh có nhau yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây Sài Gòn nhớ anh, đây mình em lái xe vòng vòng, đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày trôi qua, em mong sao ngày trôi qua, em mong sao ngày trôi qua. Dù mai sau, dù có nắng mưa xô nghiêng vào đâu, anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi lòng này yêu anh, vì trái tim em chỉ hiểu được em. Anh ơi đừng hoài nghi em, vì trái tim em ngu si. Anh mong mình luôn có đôi. Anh mong mình luôn có đôi. Anh mong mình luôn có đôi. À, ở nhà mình có tập hát thường xuyên không? À, dạ có, những lúc mà rảnh thì em hay nghe nhạc và tập hát theo ạ. Hồi nãy anh ngồi với anh coi, anh rất thích cái tiết mục của em, giống như là bé giảng của lễ bé giảng của trường mầm non á. Dễ thương lắm, nhìn nó nhẹ nhàng lắm. Rồi, mình gặp nhau ở cuối chương trình nha. Xin chào. Như tất cả mọi người đều biết, Bảo Anh ngoài việc đi hát còn bán thịt gà và đặc biệt là đóng phim. Đóng mấy phim rồi? Khai thiệt đi. Hai phim. Hai phim là phim gì? Một là Nhà có năm đàn tiên. Nhà có năm đàn tiên là phim điện ảnh. Và một phim là đóng một vai nhỏ thôi. Đúng rồi, cách gì? Mời, vừa đi vừa khóc. Hồi đó có học diễn xuất không? Hay là tự mình trải nghiệm? Dạ không anh, em thì không có học hát mà cũng không học diễn xuất luôn á. Trước thì cũng đam mê chưa có cháy bỏng lắm đâu. Đúng rồi, Hồ Quang Hiếu là một người hát rất là hay. Và đặc biệt là diễn xuất giỏi. Tôi muốn xỉu. Ủa? Ông diễn có một mặt thôi. Sai, sai, sai. Cái đó là với em là một mặt, là sự chung thủy là một mặt. Còn ra đường diễn ghê lắm. Mời Hồng Hiếu lên đây. Anh Hiếu đi vừa đi và vừa nói, nhìn vào Bảo Anh và nói chết rồi, chết. Phải tâm sự quý vị luôn. Hồng Hiếu đã từng tham gia chương trình ca sĩ vô mặt rồi. Một người rất dễ thương, điềm đạm và nhẹ nhàng.
không bao giờ ồn ào với những cái ồn ào của showbiz. Mình anh em cũng đi diễn chung show nhiều rồi, ai làm gì làm, tới giờ lên hát, hát xong xuống, tới giờ vô ăn, ăn xong về. Mấy anh em đi nước ngoài chung với nhau thì tới giờ là mình nấu mình dọn ra hết, cái gọi điện Hiếu ơi qua ăn cơm. Dạ. Ăn xong cái dọn. Làm gì Hiếu? Em dọn thôi, được rồi, em đưa tiền thôi. Ủa có đưa tiền nữa hả? Mình không có dồn tiền vô nhưng mà mình góp công cho đi dọn đồ được rồi. Nói chung đổ mồ hôi dữ anh. Nói chung cũng bớt keo kiệt sợ. Lại nha. Không. Bây sợ. Giờ để hỗ trợ cho phần diễn xuất giữa Hồn Hiếu và Bảo Anh. Hại nha. Mời thêm Tiến Công lên sân khấu. Đó. Kêu anh lên giật bồ hay gì anh? Không, từ từ mình đánh. Bây giờ hãy tưởng tượng đây là mẹ của Bảo Anh. Nha, hãy tưởng tượng nha. Da cô Hồng hả? À, đúng, da cô Hồng hả? Da cô Hồng dễ lắm, em cầm giùm anh. Da cô Hồng là diễn là em đứng em chặt gà. Dạ ok, cái đó em làm được. Thế á? Được. Em chặt xong em ăn được không? Được. Bị nhà bán gà. Dạ đúng. Đầu bếp chính cứ diễn là chặt gà. Đó. Xong đồ trộn. Đó, đúng đó. Không anh? Xong trộn rồi. Múc cháo. Đó. Dễ không? Dễ. Đó, rồi. Thì em tới, bây giờ rủ bạn đi chơi đó. Nhưng mà em biết rồi, phải vượt qua cái bóng người phụ nữ này. Em tới em xin làm sao bà đang chặt gà bà ngừng lại bà chặt em à. Nhớ nghe, xin làm sao bằng một cách thuyết phục để cho quen con gái nha. Em sẽ đóng vai cô Hồng khó tính. Cô Hồng không, cô Hồng đấu hít dễ lắm. Dạ ok em sẽ ở đóng nhà dễ lắm khách mà em ơi chị Hồng ơi cái tô cháo gà này nhiêu 35 ngàn, chị 32 được không? 35 ngàn 32 gì? Kính thưa quý vị thân mến, sau đây là một phân cảnh trong bộ phim Yêu Trong Cầm Cự, tác giả và đạo diễn tôi. Và bây giờ phân đoạn 1, cảnh 1, action. Mấy tô con? 6 tô hả? Từ từ, đang chặt gà. Từ từ, lấy đậu hay không câu? Cô Hồng ơi, lòng. Cô Hồng ơi, bạn nhà mình bán gì vậy? Cháo gà con. Cho tôi cháo huyết. À, bên kia bên bán cháo huyết. Cảm ơn cô. Ok con, bữa sau ghé con ăn nha. Mua cháo gà con? Mấy con? 5 con phải không? Lấy bộ đồng không? Mua về cúng hay là mua về ăn cháo hay trộn gỏi không? Ok, 5 con đúng không? Dạ, con chào bác. Sao con? Con Bạn. Bạn con hả? Vô tìm Bảo Anh. Ủa bạn gì con? Bạn học hay là bạn sao? Bạn thường thôi mẹ. Bạn thường hả? Bạn thường sao cũng con đi chơi? Con quen quá lâu chưa? Dạ, tụi con quen 2 năm rồi. Ờ, giờ con ngủ đi đâu? Dạ không có, con vô con tính nói chuyện với bác chút xíu. Nói chuyện với bác hả? Nhưng dạ. Mà bác thì cũng không có khó lắm, con hiểu không? Con cũng biết là nhà bán gà với cháo mà. Thì bây giờ dạ. Con mua cho bác 10 con với lại nửa nồi cháo đi rồi mình vô mình nói chuyện. Tại vì cái thời gian, con hiểu không? Cái thời gian mà bác đứng nói chuyện với con á là bán bao nhiêu khách không biết không? Ngày hôm nay là thất thu, bây giờ con mua đi rồi bác vô nói chuyện với con. Dạ tại vì con có chuyện quan trọng, con muốn gặp bác để nói riêng. Cho nói một câu đi. Cái gì mà mẹ dành má, mà má nói khó quá nữa. Đúng không con? Thì bây giờ cho người bạn con nói nha. Cho ta nói câu, nói đi anh. Dạ tại vì con với bọn anh quen nhau giờ cũng hai đứa lỡ dài lỡ. Cái gì? Con ơi sao kỳ vậy con? Má nhớ má dạy con kỹ lắm mà sao bây giờ cái gì ăn cháo gà không mà bây giờ cái bụng trình hình vậy hả? Sao con gái bác nó không có con? Dạ chắc Bảo Anh sợ nên là kêu con qua. Con ơi bây giờ bác nói có rồi, giờ má tính sao bây giờ? Bây giờ con dạy thì cái mang thôi, bây giờ thôi lỡ cưới con đi con. Con dạy cái mang là à. Má cưới hả? Không, má cưới cho con á, nhưng mà bây giờ nè. Thôi bây giờ cũng được, chủ yếu là hai đứa thương nhau thiệt không? Dạ có. Nếu mà thương nhau thiệt thì bây giờ bác có một cái quy định thôi. Bây giờ đám cưới hai đứa là bác mong là 5 món là đãi là cháu gà, là gà liên quan tới gà hết, của nhà bác nấu hết. Hai vị là gỏi gà, sau đó là tới cháo gà, và xong tới gà ta luộc. Là 5 món là gà hết. Nếu mà con chịu vậy thì là bác cho cưới Bảo Anh. Dạ chắc chắn con chịu rồi, vì gà. Là coi như đám cưới là 100 con gà con bao hết luôn nha. Dạ. Rồi má cho cưới, má là dễ dạy lắm, cái gì mà buôn bán mà được là má giả liều. Các quá xuất sắc. Kính thưa quý vị thân mến, tôi chỉ đưa ra một tình huống là tới xin để được đi chơi với con gái thì Hồn Hiếu rất thông minh đưa vô sự baby liền. Tại vì dính baby rồi là phải cho. Không thể tin được, đầu óc nghĩ tới chuyện xa vời quá.
Cảm ơn Công rất là nhiều. Cảm ơn sự xuất sắc về em bé của Hồ Quang Hiếu. Em thấy anh diễn anh nói mà cái video anh vậy nè anh. Hả? Anh rung vậy luôn nè. Đâu có. Người ta diễn cái nét gặp bà già vợ vợ. Phải rung sợ để rất thiệt. Lấy lòng. Thiệt là rất vậy. Thiệt. Anh biết mà. Mẹ em cũng đâu có dễ gì đâu. Thôi mời xuống dưới. Hay quá trời ơi. Cảm ơn Tiến Công. Em nói là Hồ Hiếu có một nét. Làm như có chuyện nét đó hồi nãy đang đứng. Tụi con đã lỡ dài. Thấy thông minh không? Thông minh thì lỡ dài là bà mẹ phải chịu. Bây giờ mình thoải mái xíu để mình tâm lý cho các bạn ở bên trong thoải mái theo. Để các bạn hát cho nó hay. Bây giờ sẽ là một sáng tác của Mr. Siro cho vòng thứ 3. Ở vòng này chúng ta tiếp tục đi tìm giọng ca hát không giống Bảo Anh. Ca khúc mang tên Trái tim em cũng biết đau. Của em rất đau, chỉ muốn buông thình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ. Lòng em lặn chẳng nhẹ bài này ca từ rất là nhẹ nhàng và sâu lắng, giai điệu dễ nghe. Bài này MV cũng rất là hay. Cái MV này là một trong những MV mà được đông đảo khán giả hâm mộ xem rất là nhiều. Này mình quay năm bao nhiêu? Mới quay đây thôi anh, đây là MV mà ra trước Yêu một người vô tâm. Thì cũng năm mấy rồi chứ hả? Dạ đúng rồi. Đây là cũng là một cái thử thách rất là lớn khi mà phải đóng vai mù. Trong tất cả mọi cảnh thì em có thích cái cảnh cuối nhất là mù mà quơ trúng lắm anh. Tát một cái bóp anh, em làm lại cho anh coi. Thôi khỏi em. Khỏi, không cần đâu. Tại vì sắp tới anh cũng đóng một vai mù. Mù nhưng mà đánh võ, anh làm cho em coi. Thôi bỏ đi nha. Thiệt? Không. Cái MV này quay rất là đẹp, diễn xuất cũng hay và cái màu sắc nó cũng rất là sang trọng. Và cái cô gái đóng chính cũng rất là đẹp. Mặc dù là đóng vai mù, thì lại một cái vẻ đẹp trong sáng trong cái MV này. Cái đó là chỉ trong MV thôi nha, mình giới hạn. Sắp tới em có làm MV gì nữa không? Đang dự tính làm một cái MV nữa. Nhưng mà em không nói đâu. Tại vì thật sự là muốn bất ngờ cho mọi người. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ là một bài nữa. Hợp tác cùng với Siro Dòng. Anh Siro. Anh làm gì mà anh căng dữ vậy? Em năm nay có áp lực anh phải đưa bài liền đâu Siro. Nói chung là anh này là ảnh. Ảnh từ từ lắm. Ảnh y chang bài hát của anh viết sao là ảnh y chang vậy đó. Không, mọi người nghe giai điệu của ảnh trầm từ từ là mỗi lần mình kêu ảnh đưa bài là tầm 5 đường bài. Trời ơi em ơi, em phải hiểu là sáng tác phải có cảm xúc chứ nó phải gà luộc xong là chặt được đâu. Bây giờ vậy, bài này có thể là các bạn sẽ giống hơn bởi vì phần trầm rất là nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ giống hơn rất là nhiều và sẽ khó khăn cho việc tìm ra giọng hát không giống một anh. Sẵn sàng, xin mời. Rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ. Lòng em lại chẳng nghi ngờ. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện. Làm em quá yêu nên mù quáng nên yêu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu cho bây giờ trái tim
anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao, em không thể cố tiếp tục nữa. Thời gian mình chọn bắt đầu, xin mời. Thời gian mình chọn kết thúc. Mà Phan Tâm, em nghĩ là giọng ca nào không giống của anh? Em vừa chọn số 2. Bởi vì có khúc cuối em nhớ là số 2 hát bị chật hơi, chật nhịp á. Rồi. Bị hụt hơi. Ừ, Hồ Hiếu. Em chọn số 4 là không. Không. Anh hỏi Bảo Anh đang ở đâu? Bảo Anh hả? Bảo Anh đang số 1. Chọn số mấy? Em chọn không giống Bảo Anh là số 4. Không, chọn số mấy không giống Bảo Anh? Em chọn số 2 là không giống Bảo Anh. Tại vì lúc mà nghe cái khúc cuối, cái đoạn hơi Bảo Anh thì Bảo Anh nó hát. Thì Bảo Anh đang ở đâu? Em thì đang phân vân Bảo Anh đứng số 1 hay số 4 vậy đó. Nhưng mà em nghĩ là chắc số 4. Không, chọn số mấy hát không giống Bảo Anh? Cô thấy số 3 là không giống Bảo Anh. Siro chọn số mấy? Số 2. Số 2, ồ, mỗi người một ý kiến ha. Hoàng Tôn chọn số mấy hát không giống Bảo Anh? Em chọn số 3 luôn. Tại vì bạn số 3 hát kỹ thuật thanh nhạc có vẻ không vững lắm. Không vững lắm, cảm ơn bạn. Chúng ta cùng gặp Bảo Anh. Xin mời, nhìn lên màn hình. Trái tim em vừa giấc đau. Đang ở đâu vậy gái? Em đang trong phòng anh. Em cảm nghĩ như thế nào vì trên bàn khách mời mỗi người một ý kiến về giọng hát? Nói chung là cái bài này mà Siro mà đoán sai nó mới vui nè. Siro đoán Bảo Anh đang ở đâu Siro? Chỉ có số 1 thôi chứ ở đâu nữa. Hả? Số 1. Số 1. Em ở số 1 đúng không? Em đâu biết đâu anh. Trong này đâu có ghi số đâu. Không sao em ạ. Đã có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói em ở số 1. Nói chung là mọi người đừng làm tim em đau nha. Rồi, trái tim em sẽ đau ngay tại vòng này. Bây giờ là nửa bài hát còn lại, xin mời. Sáng nay mình em trước gương lại nhớ một người em rất thương, một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều. Nếu sau này anh vẫn thế thì hãy trân trọng người ở bên cạnh và yêu người ấy thật nhiều. Lời biệt ly muốn đến mấy cũng không thể nào làm cho em vượt ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện. Làm em quá yêu nên mù quáng đêm yêu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao em không thể cố tiếp tục nữa. Chẳng bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Cảm ơn tất cả mọi người. Rất hay, rất nồng nàn. Em với lại Tiến Công chơi với nhau lâu chưa Bảo Anh? Dạ, chơi từ hồi quay cái MV Nhạc Xuân. Vậy mà hồi nãy người ta đoán em ở số 4 đó. Hồi nãy là có đoán là 1 với 4 nhưng mà... Không em ơi! Anh ơi, sức mẻ tình bạn hết anh ơi. Em đã lựa chọn số 4 rồi. Từ ngày mai em sẽ bị unfriend. Không, cái này là nhiều khi bạn cũng biết tính á. Em không có unfriend. Lóc luôn anh. Tại vì Bảo Anh dặn em trước rồi. Bảo Anh nói là nhắm tham gia làm sao mà đón cho được em, không đón được làm lóc gán chịu. Đúng, cũng nên nghỉ chơi những người như vậy. Không, nhưng mà nãy em có nghe là số 1 hoặc là số 4. Nhưng cuối cùng đã chọn số 4. Bỏ rơi em.
bỏ rơi em trong lúc. Nhưng mà đoán là cũng mém mém trúng em rồi. Không mém là không được, cái gì nó lấy chắc cái đó. Đó, nha. Thấy, thấy Hùng hiểu không? Thấy Hùng hiểu không? I love you. Đây là chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt, không phải là chương trình môi giới hôn nhân gia đình. Đây không phải chương trình Tìm Bạn Phúc Phương. I love you gì ở đây? Ủa, người ta nói là người ta yêu cái bạn mà đoán đúng từ nãy giờ không sai một cái chỗ nào. Anh Hiếu nãy giờ đoán đúng hết đúng không? Người ta không có sống truyền hình, người ta trao yêu thương cho nhau á anh. Cái vấn nhưng đề. Nhưng mà cái vụ mà gọi điện hát là không có nha. Tôi không có hát cho trời ai nghe qua điện thoại. Em đang nói dối trên sóng truyền hình Hiếu. Chắc là bảo anh không nhớ có một hai lần hát. Ủa, có, vậy mà có I love you cái gì mà không nhớ, trời ơi. Chúng chúng trên mạng hay nói để coi được bao lâu. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người có giọng hát không giống Bảo Anh nhất. 24 lượt bình chọn đã thuộc về vị trí số 4. Hai mươi sáu lượt bình chọn không thuộc về Bảo Anh. 26 lượt bình chọn thuộc về vị trí số 3. Còn lại 21 lượt bình chọn và 29 lượt bình chọn sẽ thuộc về ai? 29 lượt bình chọn sẽ thuộc về người nào? Chúng ta chưa biết. Và 29 lượt bình chọn là lượt bình chọn cao nhất sẽ dừng lại ở vòng chơi này. Và 29 lượt bình chọn đã thuộc về Bảo Anh là điều không thể. Hai mươi chín lượt bình chọn thuộc về vị trí số hai. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau vài điều. Mình chia sẻ đi em tên là gì, ở đâu? Em kính chào anh Trường Giang, chị Bảo Anh và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em tên là Vân Anh ạ. Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh online trên mạng. Hôm nay đến đây gặp chị Bảo Anh em cũng rất là vui vì em cũng rất thích chị và những bài hát của chị. Dạ. Em cũng có từng thi một chương trình của chị Bảo Anh có tổ chức là bài cover bài hát Yêu Một Người Vô Tâm. Và cũng đoạt giải nhất. Ô, ô cái gì? Chương trình mình tổ chức, người ta đoạt giải nhất, trao giải cho người ta rồi giờ không nhớ. Không có, hôm đó là em bọn đang đi nước ngoài nên là cái giải đó là không phải bọn trao. Đó, hình như là hôm đó là quản lý của bọn trao giùm đúng không? Cũng xinh xắn, dễ thương, mặc đồ xịn, đẹp. Em, bây giờ mình hát bài tặng mọi người được không? Dạ, em xin gửi đến mọi người ca khúc được mang tên Như Một Giấc Mơ của ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Vẫn biết vẫn nhớ hay là mộng cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ những giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa. Nhưng tim em đau vì không muốn để mất anh. Yêu người em yêu hơn chính em. Trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ. Giờ mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về chỗ đêm nay em ôm được bờ vai anh. Nhẹ nỗi lòng dù tan đi bao nhiêu cay đắng vai tiếc nuối. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài dù rằng lòng mình sẽ không nhắn nhau đến nữa. Hay quá. Là cô này là hồi xưa là cô vừa bài của em là giải nhất hả? Đúng rồi. Mà em có định đi theo chuyên nghiệp không? Dạ không chị. Không mà. Đừng, em làm cái nghề này cực lắm. Cứ bán hàng đi lời nhiều lắm. Dạ
Rồi được rồi, mình tạm chia tay, lát mình gặp lại nha. Tạm biệt em. Bây giờ còn lại hai cô gái, chúng ta chuẩn bị bước vào vòng cuối cùng, đó là vòng thứ tư. Ở vòng này khác biệt với những vòng trước, đó là chúng ta đi tìm Bảo Anh. Trong hai bạn, bạn nào nhiều bình chọn hơn? Nếu nhiều hơn cả Bảo Anh thì lượt bình chọn nó sẽ nhân với 2 ra giá trị tiền thưởng. Còn nếu như ít bình chọn Bảo Anh thì lượt bình chọn nó nhân với 1 ra giá trị tiền thưởng và một tấm vé vào bán kết chương trình Ca Sĩ Vô Mặt. Tuy nhiên, trước khi mình đến với vòng thứ tư, mình giao lưu chút xíu, mỗi bạn sẽ giới thiệu rồi mình hát một ca khúc nào đó tặng cho mọi người, được không? Mời em đầu tiên. Xin chào anh Giang, xin chào chị Bảo Anh, các vị khách mời và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Cao Kỳ Anh. Em hiện tại đang là ca sĩ tự do. Trời ơi, đi hát rồi, bây giờ nếu trình diễn em sẽ trình diễn ca khúc nào? Dạ em sẽ trình diễn ca khúc Đến Khi của ca nhạc sĩ Eco Nghị Vũ ạ. Chỉ ra một bài solo trước thôi. Single. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng em sẽ thành công hơn nữa. Bây giờ đến với cô gái tiếp theo. Em tên là gì nè? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới anh Trường Giang và chị Bảo Anh ạ. Và tất cả các giám khảo đang ngồi phía dưới và toàn thể mọi người có mặt ở chương trình hôm nay. Dạ, em tên là Tường Vi ạ. Hiện tại em đang học năm 2 tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Nhà ở Quảng Nam hay Đà Nẵng hay là Quảng Ngãi? Dạ Quảng Ngãi ạ. Thấy chưa? Dạ. Tôi nhìn là tôi biết liền. Nhưng mà bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở vẫn ở? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay Tường Vi mấy tuổi? Dạ em 22 tuổi ạ. Còn quá trẻ. Có thể mình còn nuôi được cái giấc mơ nghệ thuật mình, thấy không? Bây giờ hát bài tặng mọi người nha. Dạ em xin thể hiện ca khúc Chuyện Tình Nhà Thơ ạ. Trần nhà bên ngày đêm làm thơ tình yêu gửi vào trong gió em đã vẫn vương em cứ nhớ thương vì đeo trái tim của em đã bao lần thao thức từng đêm em lắng nghe giọng nói anh nồng nàn trong câu thơ anh muốn điều gì một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương anh cho em như ngọt ngào anh cho em như ngày tháng mơ màng về tình yêu bằng những câu thơ nồng cháy phút giây dịu dàng ngày ngày ai ya anh cho em những dài khờ anh cho em như ngày tháng mơ màng về tình yêu bằng những câu thơ nồng cháy ngỡ như chuyện tình trong mơ. Dễ thương quá à, mặc bộ đồ trắng như công chúa Tiết vậy đó. Bây giờ hai bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bước vào bên trong chuẩn bị. Xin mời. Như vậy là còn lại hai bạn cuối cùng sẽ cùng Bảo Anh bước vào
vòng tiếp theo, một ô cửa sẽ được tách đi, vị trí tiếp tục thay đổi. Ca khúc được chọn cũng là một sáng tác của Mr. Siro mang tên Yêu Một Người Vô Tâm. Nhìn lại người con gái anh từng sát nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quyết thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ, đánh đổi tất cả bình yên em đã có để rồi đau thấu đến nghẹn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời, thương rằng mình may mắn khi được ở bên anh. Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời, ngỡ sẽ yêu lâu dài anh ngờ không muốn phai. Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối để rồi đau đến thấu trời. Em có hai điều bất ngờ muốn dành cho anh. Ai cũng cần. Đổ mồ hôi quá, không tin được luôn á, thiệt. Các những cái vai như vậy thì tại sao phải đi mời người khác? Thứ nhất là nó khó diễn, thứ hai là tốn tiền. Tại sao bây giờ người ta ngôi sao ngồi đây, người ta lường trước được, người ta đưa cái này vô, tao lấy cái này đưa vô trong clip liền. Chính là vì ngôi sao nên mới không có dám mời đi đóng clip. Đâu có, em nhiều khi em xin bảo anh đi đóng clip hoài, không có lấy tiền, trả tiền ngược lại luôn mà bảo anh không bao giờ cho đóng. Thấy chưa? Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu không. Luôn nói dối trên truyền hình. Tôi nói với cô là cô đang ém một tài năng. Tài năng người ta phải cho nó bùng phát, cô đang ém một tài năng. Nói chung có một mặt thôi, diễn có một mặt vậy không mời được. Sao cứ nói người ta diễn một mặt, mời Hồ Hiếu lên đây. Anh em lên đây. Người ta như thế này, đẹp trai, hát hay, cô nhà giàu, học giỏi, bố làm to mẹ bán bún bò. Mà nói là hả, diễn một mặt. Cái hồi nãy mà cái vụ bà mẹ là tập 1, bây giờ mình làm tập 2. Đây là một khu hoang vắng, khu không một bóng người qua lại. Hai người hẹn nhau ở đây, bảo anh tới, nói 4 chữ. Sau 4 chữ đó, Hồ Hiếu sẽ thể hiện một sự không hài lòng. Tại sao lại để như vậy? Vì vậy 4 chữ đó như là em có thai rồi. Ông Trường Giang diễn như này đi. Không, anh chở cho em tới mà. Hồ Hiếu chuẩn bị nha. Hồ Hiếu đang đứng thẫn thờ nhìn trời nhìn mây. Ê, nhìn mây nhìn trời đi. Bằng kia đó. Thì nó không có một mặt, không tới. Đây tới anh dừng xe chút. Chị tới rồi đó chị. Chị nói chỗ này đúng không? Tới rồi đó. Ê, trời ơi, bạn trai chị kia, báo đi. Em đi với thằng nào xấu vậy? Con nó mang đôi giày kìa. Báo đi, báo đi, báo tin đi. Ôi ơi, giờ sao Tuần không gặp phải không? Ê, đây... đi báo tin có bầu chứ phải quýnh lộn. Báo đi, 4 chữ, 2, 3, báo. Anh ơi. Sao em? Em mà em có thai rồi, nói. Anh nói em rồi. Anh có thích có bầu đâu. Trời ơi trời, ổng có thích cũng đâu có được, thì ổng đâu có bầu được. Bây giờ có rồi sao? Bây giờ anh không có tiền. Thiệt. Không tiền kiếm tiền. Không tiền giờ đẻ ra tiền đâu nuôi. Đi làm nuôi chứ sao giờ, ý giờ sao? Xí xíu giờ đây dữ quá giờ sao? Không thể tin được thưa quý vị. Một cặp như thế này gặp nhau báo tin là một sự hạnh phúc đến mà giống như đi quýnh lộn. Không thể tin được. Dù tất sao, cả chỉ là giả tưởng. Em thấy cái sự diễn xuất Hồ Hiếu chưa? Em nhớ không? Em nói là cái lúc là có bầu nè. Anh diễn lại Hồ Hiếu nè, có bầu nè. Em có bầu rồi đi. Anh Hiếu, em có bầu rồi anh Hiếu. Anh đã nói em rồi. Anh không thích có bầu. Thấy không? Người ta hay như vậy mà chê người ta. Hay không quý vị? Hay không? Quá hay. Nhưng mà nói chung là hay cảm nhất vẫn là cái câu mà em đi với thằng nào xấu. Bữa sau bớt chế kịch bản lại nha. Kịch bản sao cứ dĩ vậy thôi, đừng có chế thằng này xấu thằng kia lùng nữa nghe chưa. Bây giờ quay lại cái bài này, bây giờ hỏi cái nhạc sĩ cái. Nhạc sĩ, cái cảm xúc để viết bài này là từ đâu ra? Tại vì thật sự có nhiều người thậm chí là lập gia đình rồi, có con cháu rồi,
nhưng mà vẫn chưa biết cách quan tâm thực sự với nhau. Cho nên bài hát này là không dành cho từ cấp 2 trở đi, hay là không có ngoại trừ những người đã trung niên, ai cũng có thể gặp. Viết ra cái bài này để mà mọi người nhìn thấy, để mà kể cả người vô tâm cũng như người bị vô tâm sẽ nhìn lại mình để mà thay đổi cái hoàn cảnh. Tức là yêu là phải có tâm chút xíu, phải quan tâm đến cái đối phương của mình, dù cái mối tình nó có trải qua 3 năm, 6 năm hay 7 năm gì cũng vậy. Hiểu, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ là vòng cuối cùng, chúng ta chờ xem Bảo Anh mang về được bao nhiêu lượt bình chọn. Xin quý vị hãy nhớ, vòng này chúng ta đi tìm Bảo Anh. Xin mời Bảo Anh vào bên trong. Cạnh bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm, là yêu quá lâu một người đã chắc còn chút động lòng. Đời anh mới biết đêm dài, tin anh chưa chút nghi ngại, vì yêu nên em trao hết tương lai. Tại sao không giống như xưa, nên lúc nước mắt thay mưa, nhưng hối hận đã không kịp đưa. Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quyết thua ban đầu anh giờ đâu nhớ, đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu. Nhiều hơn em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ, chỉ vì không thể giữ dây tơ tình mình. Mời bình chọn. Thời gian mình chọn kết thúc, Mr. Siro sẽ trả lời đầu tiên. Bảo Anh đang ở ô cửa số mấy? Số 2. Số 2. Hoàng Tôn nghĩ số mấy? Dễ quá đúng không? Cô có hát khác đi đó, cô có ém đó. Khác đi vẫn nhận ra mà. Vẫn giọng nhận đặc ra. Trưng lắm. Mẹ, con gái của mẹ đang ở đâu? Thật ra là số 3 cũng rất là giống. Nhưng mà cô không cần nghe hát, cô chỉ cần nghe thở thôi là cô cũng biết là Bảo Anh. Cô chọn số 2. Số 2. Cảm ơn mẹ. Em thì ý kiến cũng giống cô Hồng á, tại vì số 2, số 3 nó giống nhau. Nhưng mà em có nghe thở hồi nãy, em có nghe thở không? Em không có nghe thở, nhưng mà số 3 thì giọng cũng giống nhưng mà hơi mạnh hơn chút. Chắc chắn là số 2. Bảo Anh đang làm số 2. Công, chọn số mấy? Em thì ban đầu là em chọn số 2. Cái sau đó em nghe qua số 3 em thấy cũng rất là giống. Nhưng mà khi mà feel những cái đoạn sau thì đúng là số 2 là Bảo Anh, em chắc chắn 100%. Chắc chắn 100% Bảo Anh ở ô cửa số 2. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bây giờ là nửa bài hát còn lại. Ngoài em anh có yêu ai, quan tâm chăm sóc cho ai, mà sao anh vô tâm với
rồi bỗng sét đánh bên tai. Người nói tất cả đã phải, chẳng có gì tốt trong đời mai. Nhìn lại người con gái anh từng rất ngần yêu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa, quấn quýt thua ban đầu anh giờ đâu nhớ. Đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đâu bây giờ sẽ là kết quả bao nhiêu lượt bầu chọn dành cho mỗi giọng hát. Em nghĩ là em được bao nhiêu lượt bình chọn? Em cũng không biết nữa, em nghĩ là chắc cũng nhiều. Trời ơi, em biết nữa mà em nghĩ chắc cũng nhiều. 73 lượt bình chọn dành cho nữ ca sĩ Bảo Anh. Hai vị trí còn lại chỉ thua một phiếu bầu mà thôi, 13 và 14. Ai giành lấy 14 lượt bình chọn sẽ được 14 triệu đồng tiền thưởng trong đêm nay và một chiếc vé vào bán kết, có cơ hội vào chung kết mang về giá trị tiền thưởng 300 triệu đồng của giải quán quân. Em muốn 13 bình chọn hay là 14 bình chọn? Dạ em muốn 13. 13 là thua. À 14 à. 14 lượt bình chọn. Nếu thuộc về em sẽ chiến thắng trong đêm nay. Nếu thua thì sao? Thật sự là em rất là muốn mình chiến thắng. Bản thân ai đi thi cũng muốn chiến thắng cả à, nhưng mà em nghĩ là bạn Vi hát giống chị Bảo Anh hơn em. Em tự thấy rằng bạn đó giống hơn, nhưng khán giả đây lại thấy rằng em hát giống hơn thì sao? Dạ thì em vui thôi. Em nói chuyện giống Hồ Quang Hiếu quá. 14 lượt bình chọn đã thuộc về vị trí số 3. Rồi, cái cảm xúc sao nói nghe coi, cảm xúc sao? Em run quá. Em run quá không nói được hả? Em rất là vui, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em. Vui không? Dạ, em nói chung là em rất là thích chị Bảo Anh và thích anh Trường Giang lắm. Em tại vì nói chung là em vui lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là phần top ca của Bảo Anh và năm thí sinh trong đêm hôm nay. Xin mời.